Rồi đây thì các bạn đang nghe âm thanh từ cái mic đeo tai này phát qua cái loa Shido thì mọi người nghe như thế nào? Đó thì mọi người nghe xong mọi người cho Cường cái đánh giá và cảm nhận cái chất lượng của nó. Thì đối với quý thầy cô và anh chị nào chúng ta đang sử dụng máy trợ giảng, nhưng mà với cái tính chất công việc á, chúng ta cần sử dụng trong một cái khoảng thời gian dài, có thể là cả buổi sáng và cả buổi chiều luôn. Nhưng mà đa số những cái máy trợ giảng á, cái mic không dây nó chỉ sử dụng được 3 đến 4 tiếng thôi. Mà chúng ta muốn sử dụng sang buổi chiều á, chúng ta cần phải chờ sạc. Thì cái điều này nó khá là bất tiện. Và một cái điều nữa là chúng ta muốn có một cái micro để chúng ta đưa cho cái người bên dưới họ tương tác, họ đặt câu hỏi với chúng ta. Và một cái điều nữa là khi mà chúng ta sử dụng cái micro đeo tai á, chúng ta mang lâu á, chúng ta cảm thấy nó ê và khó chịu. Chúng ta cần có một cái micro để chúng ta thay đổi, để chúng ta cảm thấy nó thoải mái hơn. Đó thì đa số những cái máy trợ giảng trên thị trường á, nó chỉ có một mic á, thì nó sẽ không giải quyết được cái vấn đề này. Thì trong cái video này thì Cường sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng máy trợ giảng, nó sẽ đi kèm với chúng ta hai cái micro không dây, và thậm chí nó có thêm một cái micro có dây nữa, nó là tổng cộng nó là ba cái micro, thì nó sẽ giải quyết ba cái vấn đề trên mà Cường đã nêu nha. Rồi đây thì đây là cái dòng máy trợ giảng của hãng Sidu với cái model nó là Sidu S92. Thì đây là một cái dòng máy trợ giảng mà Cường nghĩ nó sẽ giải quyết và đáp ứng cực kỳ hiệu quả cho cái nhu cầu trợ giảng của chúng ta. Rồi thì cái máy trợ giảng là như thế nào thì bây giờ Cường sẽ khui ra bên trong để review những cái tính năng và cái hình thức sản phẩm để cho mọi người thử nha, và Cường cũng sẽ test luôn cái chất lượng âm thanh để cho mọi người tham khảo luôn. Rồi thì cùng Cường sẽ khui hộp nha, và bây giờ Cường sẽ khui ra bên trong để cho mọi người xem thực tế nha. Rồi đây cùng Cường sẽ khui ra bên trong. Và đây là cái sản phẩm của chúng ta, và cái quy kết đóng gói sản phẩm rất là an toàn khi mà chúng ta di chuyển á, nó có cái từng ngăn này, nó sẽ không có bị xáo trộn với nhau nha, rất là an toàn. Rồi bây giờ Cường sẽ lấy ra từng cái thiết bị để cho mọi người thấy thực tế nha. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái adapter sạc cho cái loa của chúng ta nha. Đó. Rồi và tiếp theo thì chúng ta sẽ có tiếp là cái dây USB để chúng ta sạc cho cái micro cầm tay và cái bộ phát tín hiệu. Đây, và đây là cái cốc sạc của nó nha. Đây, và chúng ta cũng sẽ có một cái dây hai đầu 3.5 để chúng ta kết nối với máy tính với loa khi mà chúng ta muốn phát nhạc có dây. Đó, và cái loa này nó cũng sẽ có Bluetooth nha. Rồi. Rồi và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái bộ phát tín hiệu ở đây. Đây là cái transmitter nha. Đây thì Cường sẽ quay tổng thể cho mọi người xem nha. Đây. Đó. Rồi thì Cường cũng sẽ nói thêm về một số cái phím chức năng ở trên đây. Theo đây thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái nút P này. Đây thì để chúng ta sẽ P giữa cái loa với là cái bộ phát này khi mà nó bị lệch tần số. Ở đây chúng ta sẽ có ba cái thông số báo pin là cái mức low, mức half và mức full nè. Đây. Đó thì để biết được cái tình trạng pin của nó. Và trên đầu nó thì chúng ta sẽ có một cái jack 3.5, cái lỗ để chúng ta gắm cái mic đeo tai có dây vào nha. Đây, và đây là cái phần volume cũng như là công tắc on off nè. Đây chúng ta mở lên nè. Đó, đây thì chúng ta sẽ thấy được, đây nó mở lên là nó báo mức pin nha. Đây chúng ta sẽ thấy được rằng đó, và đằng sau của nó là cái bắt gài. Ok không? Đó, và chúng ta sẽ có một cái jack sạc ở đây. Đó thì đây là cái bộ phát tín hiệu, và chúng ta muốn sử dụng nó thì chúng ta sẽ có một cái mic đeo tai có dây ở đây. Đây, ok, thì cái mic này chúng ta muốn sử dụng không dây á thì chúng ta sẽ gắn vào trong cái bộ phát này qua cái jack 3.5 nha. Đây chúng ta gắn vào đây. Ok chưa? Rồi đó, chúng ta gắn vào đây, chúng ta đeo mic lên. Đó, và nếu mà chúng ta muốn sử dụng có dây thì chúng ta sẽ gắn trực tiếp vào trong cái loa luôn. Thì tùy theo cái sự lựa chọn của chúng ta. Đây, chúng ta thể gắn lên nha. Đó thì chúng ta đeo cái micro có đeo tai như vậy. Đó thì đó là cái phần của cái bộ phát này và cái mic đeo tai có dây này. Và tiếp theo thì Cường sẽ cho mọi người thấy được cái micro cầm tay của nó nha. Đây. Đây, đây Cường sẽ quay tổng thể cho mọi người xem nha. Đây là cái đầu mic nó nè. Đây. Để cho mọi người xem chi tiết. Đây là cái phần công tắc của nó. Đây, và đây là nó sẽ có một cái cọng sạc ở đây ha. Đây, chúng ta mở ra đây có cọng sạc nè. Đó, để chúng ta sạc cho cái micro này nha. Đó, và chúng ta muốn mở nguồn lên thì chúng ta sẽ nhấn giữ ở đây nha mọi người. Đây. Ta nhấn giữ vô tầm khoảng mấy giây đó. 3 giây thì nó sẽ lên màu xanh. Đó, như vậy là nó đã có nguồn rồi. Và chúng ta mở loa lên chúng ta sử dụng nha. Và cuối cùng đó là cái thân loa của chúng ta. Đây thì Cường sẽ mở ra cho mọi người xem. Ở đây nó sẽ còn một cái cuốn manual để chúng ta xem thông tin cũng như là cách sử dụng nha, thì mọi người có thể xem. Và ở đây nó cũng sẽ còn một cái sợi dây đai để chúng ta đeo cái loa này ở trên người. Đây. Rồi, bây giờ là cái phần chính của chúng ta, đó là cái loa.
Rồi đây, đây là cái phần loa của chúng ta. Thì cái điều ấn tượng và cảm nhận đầu tiên khi mà cầm cái loa trên tay á, đó là cái sự chắc chắn, đúng không? Thì mình cảm thấy nó rất là bền mọi người. Đây, về những cái khớp nối của nó rất là liền lạc ha, nó không có dư thừa gì ở đây. Đó, đây mọi người có thể xem, thì còn sẽ cho mọi người xem cận cảnh từng cái vị trí luôn. Đây, và đây là cái mặt bên của nó, thì chúng ta sẽ thấy được rằng nó sẽ có một cái khe thẻ nhớ và USB ở đây để chúng ta có thể gắn vào để chúng ta phát những cái file chúng ta lưu sẵn nha. Và bên đây thì chúng ta sẽ có hai cái cổng 3.5 để chúng ta gắn mic cấu dây, cũng như là cái dây 3.5 để chúng ta kết nối với máy tính. Trên đây là cái lỗ để chúng ta cắm sạc. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái phần mặt sau để chúng ta thấy luôn. Đây, cái sóng của nó là từ 650 đến 690 nha. Đây, dưới đây là cái phần pin, chúng ta có thể mở cái nắp ra, đó là pin nha. Đây thì mình mở luôn cho mọi người. Đây thì mọi người thấy pin ha. Đây, đây là một cái khối pin của nó, hai cái viên pin ở trong. Đây thì mình sẽ đẩy lại nha. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái phần quan trọng ở đây. Đây là cái phần điều khiển cho cái loa này. Thì đầu tiên đó là cái phím nguồn, chúng ta nhấn giữ nè, tầm khoảng 3 giây. Nó sẽ phát lên một cái thông báo nha. Đây. Bluetooth is waiting for a connection. Rồi, thì đối với Studio 92 thì nó sẽ có hai phiên bản, một cái phiên bản tiếng Trung và một cái phiên bản tiếng Anh. Đó. Rồi, bên đây là cái phần thanh pin để hiển thị 25%, 50, 75 và 100%. Rồi, để tiện mọi người theo dõi nha. Ở đây là cái nút UHF, khi mà chúng ta sử dụng cái nút này để dò sóng giữa micro và cái loa khi mà nó bị mất kết nối. Thì Cường đã có cái video hướng dẫn rồi. Đây là nút cộng trừ để chúng ta có thể thay đổi cái âm lượng của nó nha. Và đây là cái nút M để cái là mode để chúng ta thay đổi cái chế độ đầu vào. Đây chúng ta bấm vào Audio in mode. Đây thì chúng ta là cái chế độ cắm dây, cắm dây 3.5 đó. Bluetooth is waiting for a connection. Rồi thì đây là Bluetooth nè, thì chúng ta có thể dò. Đây những cái thiết bị này rất là thông dụng thôi. Đây là nút qua lại cũng như là power play. Đó, thì đây là cái phần điều khiển của sản phẩm chúng ta. Và còn cái phần nữa là cái thông số kỹ thuật á, thì Cường sẽ để bên màn hình ở đây để cho mọi người theo dõi nha. Và bây giờ thì Cường sẽ test cái chất lượng âm thanh của cái loa Studio này để cho mọi người tham khảo. Thì đối với nghe trên video thì chúng ta sẽ không nghe được chuẩn xác, chính xác cái âm thanh của nó. Thì Cường sẽ sử dụng một cái micro chuyên dụng để Cường sẽ thu, để mọi người có thể nghe được tốt nhất nha. Đây, Cường để đây. Và bây giờ Cường sẽ đeo cái micro này vào. Đây là cái micro đeo tai nha. Rồi Cường sẽ mở nguồn nó lên. Đây, hiện tại mở nguồn cái micro này và micro cầm tay luôn. Đây, Cường mở luôn hai cái. Đây thì đối với Studio 92 thì chúng ta có thể nói cùng lúc hai cái mic song song với nhau nha. Đây, Cường đưa cái mic này cho bạn bên đây. Rồi ok, bây giờ Cường sẽ mở cái loa lên nha. Bluetooth is waiting for a connection. Rồi đây thì các bạn đang nghe âm thanh từ cái mic đeo tai này phát qua cái loa Studio, thì mọi người nghe như thế nào? Đó thì mọi người nghe xong, mọi người cho Cường cái đánh giá và cảm nhận cái chất lượng của nó. Thì theo Cường, cá nhân Cường thấy thì cái tiếng của nó khá là thật giọng ha, rất là trong trẻo, rất là sắc nét. Đó thì nó sẽ không giống như những cái dòng máy trợ giảng khác, cái tiếng nó bị méo, bị òm nha. Đó thì đối với những ai dạy tiếng Anh hoặc là dạy văn á, thì đây là một cái loa có cái chất lượng âm thanh khá là tốt để chúng ta phát âm nó sẽ chuẩn. Rồi ok, và bây giờ thì bạn này sẽ nói cái micro cầm tay để cho mọi người nghe thử luôn nha. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mọi người đã được nghe âm thanh từ micro cầm tay đến từ nhà Studio S92. Thì mọi người nghe âm thanh và đánh giá như thế nào, mọi người nhớ comment bên dưới cho mình biết nha. Thì vừa rồi Cường đã review về cái hình thức sản phẩm của loa Studio cũng như là tính năng, và cũng đã test cái chất lượng âm thanh của nó để cho mọi người tham khảo rồi. Thì đối với ai đang là giáo viên nè, là hướng dẫn viên du lịch, dẫn đoàn tham quan, hay là BG ở trong những cái khu triển lãm, siêu thị đó, cần một cái máy trợ giảng có chất lượng âm thanh to, rõ nét và thực tiễn, cũng như là cái thời lượng pin tốt, và cũng như là giải quyết ba cái vấn đề mà ở đầu video Cường đã nói rồi. Đó thì Studio S92 đó là một trong những cái dòng mà máy trợ giảng Cường nghĩ nó cực kỳ hiệu quả và giải quyết được những cái vấn đề ở trên. Rồi, rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video. Thì nếu các bạn đang có cái nhu cầu thì có thể liên hệ để được Tiếng Vang tư vấn nha. Rồi, xin chào và đừng quên subscribe để ủng hộ Tiếng Vang có những cái video nó chất lượng hơn và nó thông tin đến các bạn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.